lịch sử và văn hóa Việt Nam, Tết Đoan Ngọ bắt đầu từ thời vua Lê Đại Hành. Vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, vua ra ruộng cày cấy cùng dân chúng, nên ông ra chiếu chỉ ngày này là Tết dân gian và cũng là ngày phô trương tình dân tộc, bà con láng giềng không phân biệt tuổi tác, phẩm vật vua tôi. 13 năm qua, từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5 âm lịch, ngày hội trái cây ngon, an toàn và sản phẩm nông nghiệp được tổ chức tại trung tâm huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Đây là dịp lớn nhất trong năm để người dân tỉnh Bến Tre và vùng đồng bằng sông Cửu Long mang các loại trái cây ngon, đẹp đến thi tài về chất lượng, mẫu mã và trưng bày cho du khách thưởng lãm. Thưa quý vị khán giả, Đoan là mở đầu, Ngọ là giữa trưa. Tết Đoan Ngọ có nghĩa là đón Tết vào lúc giữa trưa. Như nhiều địa phương khác thì ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, người dân làm nông nghiệp ở nơi đây cũng đón Tết Đoan Ngọ vào lúc 12 giờ trưa ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Vào dịp này thì trái cây ở đây cũng chín nhiều nên du khách thường đến đây để tham quan thưởng ngoạn. Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý vị khán giả, đi bên cạnh Tuyết Vinh lúc này là ông Lê Phước Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Du khách đến với huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre vào dịp Tết Đoan Ngọ tăng lên như thế nào thưa ông? Hàng năm thì đến cái ngày lễ hội trái cây ở Chợ Lách á, thì du khách đến Chợ Lách là rất đông. Hàng năm đều tăng bình quân từ 10 đến 20.000 du khách đến Chợ Lách để tham quan các hoạt động của ngày hội và đồng thời nữa là đi tham quan các cái vườn cây ăn trái Chợ Lách như là chôm chôm, sầu riêng, bòn bon, măng cụt, bưởi da xanh, vân vân. Dạ, vậy thì nhân đây xin ông có thể giới thiệu một nhà vườn nào đó để Tuyết Vinh đến tham quan được không ạ? Ở đây thì giờ chúng tôi xin giới thiệu là vườn của Nguyễn Công Thành ở ấp Sơn Châu, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách. Có rất nhiều loại trái cây. Xin mời Tuyết Vinh. Được bao bọc bởi nhiều kênh rạch nên huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre quanh năm như đắm mình trong phù sa màu mỡ của miền châu thổ. Nhờ vậy, mảnh đất trù phú này đã tạo điều kiện để người dân trồng cây ăn trái, cung cấp cho nhiều nơi trong nước và xuất khẩu. Nhiều năm nay, vụ Tết Đoan Ngọ trở thành vụ mùa trồng trái cây chính trong năm. Đến hẹn lại lên, từ tháng 3 âm lịch, nông dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre tất bật chăm sóc cây ăn trái cho kịp thu hoạch phục vụ thị trường dịp Tết Đoan Ngọ. Khán giả, bây giờ thì Tuyết Vinh đang có mặt trong vườn nhà chú Nguyễn Công Thành. Theo Tuyết Vinh được biết thì chú đã làm nghề trồng trái cây được hơn 20 năm rồi. Nãy giờ dạo quanh vườn nhà chú, Tuyết Vinh cảm thấy rất là thích bởi vì trái cây lúc nào cũng xum xuê, chịu nặng. Tuyết Vinh nhờ chú đưa Tuyết Vinh đi tham quan vườn nhà mình một chút chú ha. Tháng 5 âm lịch là thời điểm mà trái chín nhiều nhất ở các khu vườn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Do đó, thực khách đến tham quan không chỉ được tận hưởng không gian trong lành mà còn được ngắm nhìn sắc màu và thưởng thức hương vị của nhiều loại cây trái. Đi trong vườn cây rợp bóng xanh mát dịu, thực khách sẽ cảm thấy thích thú khi ngắm nhìn những chùm chôm chôm chín đỏ lơ lửng trên đầu thế này. Chú Thành ơi, không biết là làm cách nào để vườn trái cây của mình được xum xuê trái hả chú? Dù mình muốn nó xum xuê, mình phải bón phân cho hợp lý. Tưới nước cũng đúng thời gian. Chẳng hạn như là mình muốn làm cho cây trái ra trái thì mình phải cắt nước nó một thời gian rồi mới cho nước lại, với cho phân bón lên nó mới ra qua được. Bây giờ chắc là nhờ chú hái cho Tuyết Vinh một ít chôm chôm ha chú ha. Ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, các nhà vườn đều mở dịch vụ bao bụng khi tham quan vườn chôm chôm. Chỉ cần trả cho chủ vườn 30.000 đồng một người, thực khách ăn chôm chôm đến khi nào chán thì thôi. Còn nếu muốn mua về, giá của một ký chôm chôm là 10.000 đồng. Ngoài chôm chôm, các nhà vườn còn trồng sầu riêng. Với sầu riêng, chủ vườn không bao no bụng mà bán cho thực khách theo cân nặng của trái với giá khá mềm. Ôi, cây này xum xuê quá chú ha. Còn thấy trái to vậy chưa? Dạ. Chú Thành ơi, không biết là vào dịp Tết Đoan Ngọ thì du khách đến với nhà vườn của mình có đông không chú? Thì cái giờ dịp Tết Đoan Ngọ thì khách du lịch những năm trước thì ít, năm nay chú kết hợp mở du lịch thì khách đến rất là đông. Có thể là tới 2.000 lượt khách.
Nãy giờ chú đưa Vinh đi tham quan vườn trái cây rồi, bây giờ Vinh có muốn học có bánh ú thì Vinh đến phía sau nhà có chị chú đang gói bánh ú để cúng vào Tết Đoan Ngọ. Thật ra thì Tứ Vinh ăn bánh ú nước tro cũng nhiều lần lắm rồi nhưng mà chưa bao giờ được học làm hết. Nếu mà có dịp này được học thêm thì hay quá chú. Dạ chào cô. Chào con. Cái này mình gói thì có kịp 12 giờ trưa nay mình cúng luôn không cô? Này cô gói từ sáng tới giờ rồi, giờ cũng còn ít nữa là xong rồi. Dạ. Cái này mình gói khó không cô? Cũng dễ. Con muốn gói không gói, cô chỉ cho con gói. Dạ. Bánh ú nước trò hay bánh ú lá tre là món ăn truyền thống trong ngày Tết Đoan Ngọ của người dân miền Nam. Bánh trò rất dễ làm, nhưng khi thành phẩm có đẹp và ngon, thu hút người ăn hay không là tùy vào sự khéo léo của đôi tay người thợ. Thường thì mình phải nấu bao lâu cô hả? Tiếng rưỡi đồng hồ nó chín rồi thôi. Bây giờ mình cho bánh vô luộc. Xách bánh bỏ vô luộc luôn. Quê tôi đồng xanh lúa thơm, nghe mà thương thiết tha câu hò. Quê tôi cạn bên nhánh sông, giang bờ lao tiếng nhịp chèo khua. Quê tôi giờ đang rất vui, hôm nay nắng xuân đang về. Quê tôi mẹ trong bóng con, nơi phương trời xa. Thì bữa nay sẵn Tết Đoan Ngọ, Vinh xuống nhà cô chơi á, rồi cô có gói ít bánh cô cúng á, rồi giờ cô mời Vinh ăn với cô nha. Dạ. Thưa quý vị khán giả, bánh ú nước tro khi mà bóc vỏ ra thì chúng ta sẽ thấy được màu vàng sẫm nè, và không có dính vào trong lá, rất là trơn mượt. Và khi mà cắn vào một miếng thì sẽ cảm nhận được phần nếp bên ngoài vừa dẻo vừa mềm, còn phần nhân bên trong thì lại ngọt thanh. Bánh ú nước tro theo Tuyết Vinh cảm nhận thì không gây ngán và rất là dễ tiêu, đặc biệt là thơm mùi lá và mềm dẻo như là thạch rau câu. Có lẽ cũng chính vì vậy mà món ăn này được nhiều người ưa thích vào những ngày nắng nóng. Ngày hôm nay thì Tuyết Vinh cảm ơn cô hai rất là nhiều đã cho Tuyết Vinh thưởng thức món ăn đặc trưng của ngày Tết Đoan Ngọ nè, rồi còn hướng dẫn cho Tuyết Vinh cách để làm nữa. Cảm ơn cô ạ. Bây giờ thì chắc là Tuyết Vinh xin phép để về luôn. Vậy thôi Tiến Vinh về, vậy cô gửi cho Tiến Vinh ít bánh về ăn với cô ha. Dạ, ăn lấy thảo cô hả? Thảo với cô nha. Dạ, rồi. Tiến Vinh cảm ơn cô hai. Dạ. Thưa quý vị khán giả, đường đến với huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre thì cũng rất là thuận lợi. Nhưng hôm nay thì Tiến Vinh đã có một chuyến tham quan miệt vườn đầy thú vị. Bên cạnh việc được thưởng thức những loại trái cây ngon ngọt thì Tiến Vinh còn được thưởng thức món bánh ú nước tro rất là hấp dẫn này nữa. Và đặc biệt là được gặp những người con miền sông nước rất là thật thà, chân chất và đầy hiếu khách giống như là cô hai vậy. Còn bây giờ xin